Vâng, âm thanh hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip của buổi tối ngày hôm nay. Cửa hàng đang phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa AR mới về trong ngày hôm qua. Cặp loa AR thì được sử dụng một chép phíp trung bông và bát bánh bò kép. Cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ly mới về trong buổi tối ngày hôm nay, một chiếc âm ly Fisher 500TX, một chiếc đầu CD 65V. Vâng, sau đây cửa hàng xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh nữ hành cùng vào thẩm âm một bản nhạc. Cửa hàng xin test nhanh. Thank you.
video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, xin thân ái, chào, tạm biệt.